Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào kèo Europe mới đến từ một cái tựa game rất là xịn sò có tên là Bless Global. Thì ở trong cái dự án Europe lần này thì chúng ta sẽ cùng ăn chia cái pool giải thưởng đó là 5.000 USDT. Đấy, và trước khi đến với cái video hướng dẫn cho các bạn tham gia Europe thì mình nói thêm một chút về cái tựa game này. Thì đây là một cái con game được đánh giá theo cái thông tin mình tìm hiểu đây. Thì con game này thuộc cái game hạng AAA. Đấy, thì dành cho những anh em chưa biết những cái game thuộc hạng AAA này nó là gì. Thì nó có 3 chữ A, đầu tiên là A Lot of Money. Đó là cái tựa game này được rất nhiều tiền từ các cái quỹ đầu tư. Cái thứ hai là A Lot of Time, là tựa game này đã được đầu tư rất nhiều thời gian để có thể thiết kế, để có thể build. Và thứ ba, chữ A thứ ba đó là A Lot of Resource. Thì đây là một cái tựa game mà có nhiều nhân lực. Đấy, thì anh em thấy là những cái tựa game lớn ở trên thị trường ấy, những cái tựa game AA thì đều là những cái tựa game rất là xịn sò và được đầu tư rất là kỹ lưỡng. Đấy, thì đây cũng là một cái dự án mới. Nói chung thì thông tin tổng quan như vậy để cho anh em, những anh em nào mà muốn chơi game play to earn ấy, thì anh em có thể tham khảo cái tựa game này. Đấy, thì theo cái thông tin mình cập nhật được thì nó là như vậy. Ok, và hiện tại thì dự án thì đang có một cái chương trình Europe, nó sẽ tặng cho anh em không phải là token mà sẽ tặng là USDT. Đấy, thì thời gian diễn ra sự kiện thì sẽ kéo dài trong vòng 7 ngày từ ngày 16 tháng 8 và sẽ kết thúc vào 23 tháng 8. Và các bạn chỉ cần hoàn thành những cái nhiệm vụ đơn giản là chúng ta sẽ có cơ hội nhận được cái phần thưởng. Ở đây thì nó sẽ cái pool thưởng là 5.000 đô, nó sẽ chia đều cho 500 người may mắn tham gia. Đấy, 500 người nhá, thì mỗi người sẽ nhận được là 10 đô. Ok, thì để các bạn có thể tham gia thì các bạn sẽ cần nhấn vào đường link để dưới phần mô tả của video. Sau khi bạn nhấn vào đường link thì đây nó sẽ yêu cầu chúng ta hoàn thành các cái nhiệm vụ như là follow ở cái trang của dự án. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ tiến hành kết nối với cái trang Twitter của chúng ta. Đấy, chúng ta cho phép kết nối với cái trang Twitter của chúng ta. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ, nó sẽ tự động follow. Ở đây thì nó sẽ kết nối thành công và chúng ta sẽ click vào để follow nhé. Đây, các bạn nhấn vào phần follow. Đấy, thì nó sẽ mở ra một cái tab khác. Đó, chuyển đến cái trang này luôn. Thì các bạn sẽ follow trang của dự án này. Sau khi follow xong thì các bạn nhấn vào phần verify. Đấy, nó hiện lên dấu tích như thế này là xong nhé. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ like, comment và retweet tác thẻ ba bạn bè. Ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào phần retweet này. Đấy, thì nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến đây. Thì các bạn có thể lấy thêm 3 bạn bè hoặc là thôi chúng ta retweet không như thế này cũng được nhá. Đấy. Rồi sau đó các bạn nhấn vào phần verify. Tiếp theo là chúng ta sẽ join vào cái kênh Discord của nó. Thì các bạn nhấn vào phần view Discord. Đấy. Thì nếu bạn chưa có tài khoản Discord thì bạn nên chuẩn bị một cái để chúng ta có thể tham gia Europe. Rồi thì các bạn sẽ join vào cái kênh Discord. Nó sẽ tự động mở ra cái kênh Discord và các bạn tiến hành là chấp nhận lời mời chúng ta join vào đây. Đó, như vậy là mình đã join vào thành công rồi nha. Sau đó các bạn cũng sẽ nhấp vào cái phần verify. Đấy, và nếu các bạn chưa connect với cái tài khoản Discord, chưa kết nối với cái tài khoản Discord thì chúng ta tiến hành kết nối. Đấy, ở đây các bạn nhấn vào phần phê duyệt. Rồi, đó. Ok, sau đó chúng ta quay lại nhấn vào phần verify. Tiếp theo là các bạn sẽ subscribe kênh YouTube của dự án. Chúng ta sẽ nhấn vào phần đăng ký này. Ok, rồi tiếp theo là các bạn sẽ follow một cái trang là Pocket Boot Game. Đấy, có lẽ là cái trang đối tác của dự án. Ok, sau đó chúng ta nhấn vào verify. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ follow Facebook. Đấy, thì các bạn like xong cái fanpage của nó thì nó sẽ hiện lên cái dấu tích như thế này. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ share cái bài viết của nó lên trang Facebook. Đấy, thì các bạn sẽ để ở đây, chúng ta sẽ đăng lên Facebook. Rồi ok, và cuối cùng sẽ là một cái nhiệm vụ để chúng ta có thể là mời bạn bè tham gia. Tuy nhiên cái nhiệm vụ này thì các bạn làm cũng được, không làm cũng được, bởi vì đây là một cái kèo random. Đấy, thì các bạn có thể sao chép cái đường link này để chia sẻ cho bạn bè của chúng ta tham gia. Đấy, tuy nhiên thì ở trong cái phần sự kiện này thì mình cũng không thấy có cái phần nào là yêu cầu phải là chia sẻ cho bạn bè cả. Đấy, nên là các bạn có thể làm hoặc không. Đó, thì hiện tại sự kiện này thì đang mình thấy là hiện tại ở đây thì cũng đang còn khá là ít người tham gia, nên là cái tỷ lệ win của chúng ta nó cũng rất là lớn. Và đây cũng là một cái tựa game mà anh em có thể là tham khảo trong thời gian sắp tới. Đấy, nói chung là để các bạn mà muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể vào cái trang website của dự án.
Đấy, ngoài ra thì hiện tại ở trên CCA Channel cũng đang có một số các cái chương trình Aerobe mình có share cho anh em ở trên này. Thì anh em có thể join vào đây để chúng ta cập nhật những cái thông tin nó nhanh hơn. Đấy, còn những cái kèo nào ngon, những cái kèo nào ok thì mình mới share ở trên YouTube thôi. Đó. Và video hướng dẫn của mình thì kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.